Hi cho các bạn. Và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình, và mình là Stubby Gaming đây. Và đây là cái phần 3 của cái series Doremi SE các bạn ha. Thì đây là đã tập 3 rồi các bạn. Thì sau cái tập 2, tập ngày hôm qua thì Doremi nó phát bệnh và nó đã trốn ra khỏi nhà. Thì tất cả mọi người ở đây thì cũng đều không biết là tại sao nó lại bỏ ra khỏi nhà và nhiều vết máu nó như vậy. Đấy. Thì nguyên ngày hôm qua tụi mình đã tìm quá trời tìm luôn các bạn, nhưng mà không tìm thấy được manh mối của Doremi. Kể cả Doraemon nó có cái túi bảo bối thần kỳ nhưng mà cũng không tìm được. Đấy, cho nên bây giờ tụi mình khá là chán nản luôn á. Giờ mọi người á thì ai cũng đều là chán nản hết rồi. Đấy, Doraemon thì ngồi thẫn thờ ở dưới sân một mình. Còn Seiko Chen thì bây giờ nó cũng đi chơi luôn rồi. Chỉ còn lại mình với lại Suka thôi các bạn ha. Bây giờ thì mình sẽ chở Suka đi uống cà phê ở tiệm cà phê ngon nhất trong thành phố nha các bạn. Ok, let's go. Đây. Do thì bây giờ cũng là 6-7 giờ rồi các bạn. Đấy, cho nên là người ta cũng sắp đi ngủ hết trơn rồi. Ui, xém nữa là ban vô con xe kia rồi. Đấy, mình chở Suka đi giải trí chút xíu các bạn ha, sau những chuỗi ngày mệt mỏi và căng thẳng vì Doremi các bạn ạ. Trời ơi, chở em đào quá ngon, quá tươi luôn các bạn ơi. Chân cao thì hả, tính hết. Dáng cao mặt đẹp. Không. Nhưng mà tụi nó thì cũng chỉ là bạn bè thôi các bạn ha. Nhưng mình nghĩ hả, Suka thích nhỏ khác chứ nó không thích Nobita rồi các bạn. Theo mình nghĩ là như vậy. Còn các bạn thì sao? Các bạn hãy nhớ để một cái comment ở dưới cho mình biết nha. Ok. Quẹo qua đây này. Tiếp tục di chuyển thôi các bạn ạ. Này. Quá dữ. Con xe này thì nó chạy hơi bị chậm nha các bạn, cho nên là nó không có thể nào mà tới sớm hơn được cái dự kiến của mình hết. Dự kiến của mình đi từ đây chỉnh là 15 phút ấy, nhưng mà là do là con xe này nó chạy yếu quá các bạn ơi. Con xe này nó chỉ có 50 phân khối thôi à, ấy chở Suka mà chạy như rùa bò các bạn. Nhưng mà hên cái là nó cũng được tay ra tay ga các bạn ha, chứ xe số là chắc Suka nãy giờ nó bỏ luôn rồi đó. Đấy, ôi ôi, ngồi đằng sau là không thấy Nobita đâu luôn các bạn, giống như là mẹ ngồi với con vậy á. Ai không sao các bạn, ý đồ của Nobita lấy con xe chạy chậm như vậy á cũng chỉ là muốn vừa chạy vừa ngắm Suka thôi các bạn ha. Đấy, từ từ thôi các bạn, cần gì phải gấp đúng không? Được chở Suka là một niềm vinh hạnh của Nobita rồi mà, gấp chi đúng không các bạn? Đấy. Ở đây ai cũng chạy xe hơi các bạn ha. Chỉ có hai tụi mình là chạy nguyên con xe với ba ghẻ ha. Và còn lâu quá chứ. Vãi cả linh hồn. Không, vừa chạy vừa ngắm cảnh với người mình thích thì gọi là maximum luôn các bạn ơi. Phá cháy mà chắc chó luôn ấy. Ai. Quẹo bên kia nha các bạn. Quẹo này. Đây các bạn. Cuối cùng cũng đã tới rồi các bạn ha. Đây. Cái quán cà phê nằm trước mặt tụi mình đấy. Sở dĩ á, là tụi mình đi xa như vậy, đi ra tới ngoài đây uống cà phê á, là do OS yên tĩnh các bạn ơi. Ở trong thành phố thì nó ồn ào, nó xô bồ lắm. Đấy, ở đây thì các bạn thấy rất là yên tĩnh đúng không? À, đi thôi Nobita. Đây.
Every day's a challenge, but I'm staying strong, you know? I'm just keeping it real. Đây các bạn ha. Remembering that I don't need to put poison in me no more. You feel me, carnal? Đây tụi mình kiếm chỗ tụi mình ngồi thôi các bạn ạ. Đây, không biết ngồi chỗ nào đi. Thôi, tụi mình đứng luôn đi các bạn ha. Cái bàn này cũng là bàn để tụi mình uống cà phê luôn đấy các bạn. Cho nên thì cũng không quan trọng phải có bàn ghế đâu. Đây, Suka vào đây Suka. Đấy, mình thì mình kêu một chai là Nha Lam các bạn ha. Nha Lam gai. Đây. Còn với Suka thì nó uống một ly nho các bạn ơi. Đây, Suka thì nó uống nước nho, thấy không? Đó. Nhưng mà do là nãy giờ mình uống nhiều nước quá cho nên là mất toilet tí. Này Suka, bạn đợi mình trong đây tí nha. Mình chạy ngoài mình đi toilet tí. Mình vào liền. Rồi, ok Nobita luôn. À. Mất toilet quá các bạn ơi. Đi ngoài xã mới được. Ở chỗ quán cà phê này không có chỗ đi toilet. Trời ơi, đã mất toilet chập con nhỏ đi vô nó còn giành cái cửa nữa chứ. Do ở đây đất trống nhiều quá. Cho nên là tụi mình đi đây luôn các bạn ha. Không cần phải toilet, toilet gì hết trơn hết á. Đây. Em cứu tôi ơi. Tôi đã bị mắc kẹt trong cái cabin này rồi, không thoát ra được. Ủa? Ai ai vừa mới nói chuyện vậy ta? Mình nghe hình như tiếng nó phát ra từ đâu ngoài đây nè. Tôi kêu nó mắc kẹt trong cabin nữa chứ. Ai vừa mắc kẹt trong cabin? Để mình kiếm nó coi sao. Ê, ê, có người mắc kẹt trong cabin nè. Nè, bạn ơi, bạn có sao không vậy? Ủa, cái này sao nhìn giống Doremi quá vậy? Đúng, chính là tao, Doremi đây. Ủa, ê, cuối cùng mình đã tìm ra bạn rồi. Ơ, nhưng mà, tại sao bạn lại bỏ nhà đi? Còn bây giờ đó, sao người bạn máu me không vậy? Miệng cũng thay đổi, cái mắt cũng thay đổi nữa. Bạn, bạn có hành con gì rồi hả Doremi? Tao bây giờ không phải là Doremi bình thường nữa. Mà bây giờ tao là Doremi ESE, mày hiểu chưa? Tại tao biết ngày hôm nay mày sẽ ra đi uống cà phê, cho nên là tao phải giả bộ nằm trong đây để dụ mày chạy vô đó. Dụ là sao? Bạn là Doremi ESE hả? Ê nè, mày đừng có giỡn mình nha. Mày giỡn mình đúng không? Cái bộ dạng của tao bây giờ như thế này rồi mà mày kêu là giỡn hả Nobita? Muốn biết giỡn hay không á thì xem đây. Ây da, thả tao ra Doremi. Tại sao á mày lại bắt tao hả Doremi? Cứu tôi với, có ai đây không? Cứu tôi với, tôi bắt cóc rồi nè. Ở đây á rất là vắng, cho mày lá tới sáng cũng không ai phát hiện được tao đâu. Được. Đây, ngày hôm nay á, tao muốn cho mày xem một cái trò này rất là hay nè, Nobita. Đây các bạn, bây giờ á, Doremi á, nó sẽ bắt cóc cái thằng Nobita này đi qua bên khu nhà hoang các bạn ha. Đây, khu nhà hoang nằm bên đây các bạn. Đấy. Và nó sẽ cho Nobita xem một cái điều này, bảo đảm là Nobita nó sẽ hết hồn cho mà coi các bạn ạ. Bây giờ thì Doremi nó hoàn toàn biến thành SE rồi các bạn ha. Nó chỉ nhớ nó là Doremi thôi và những người mà nó gặp trước đó. Còn ngoài ra tính tình của nó như thế nào và mọi chuyện xảy ra làm sao thì nó đều không nhớ được hết các bạn. Tại vì nó đã bị chất độc SE xâm lấn vào trong cơ thể giống như trong trí não nó rồi. Đây, mình đã tới khu nhà hoang rồi các bạn ạ. Mình sẽ bỏ Nobita vào trong đây ha. Chính là chỗ này đây. Cái chỗ này là cái chỗ mà Doraemon SE đã bị tụi nó đánh chết này các bạn. Đây, ngồi đây, Nobita. À, mày bỏ tao vô đây làm gì vậy hả Doremi? Sao tao, cơ thể tao cứng ngắc, chân tao không di chuyển được như vậy hả? Mày làm với tao rồi.
Đây là chỗ mà tụi bay đã giết anh Doraemon SE của tao. Và ngày hôm nay tao sẽ hồi sinh anh Doraemon SE sống dậy để có rất là nhiều chuyện vui để xem nữa. Hả? Mày nói sao? Mày có thể hồi sinh được người chết sống dậy hả? Đúng, nhưng chỉ là trong dòng dõi ESE của tao thôi. Đó chính là khả năng đặc biệt mà Doremi ESE tao có được. Đây các bạn, đây chính là anh Doremon ESE đã bị tụi nó giết chết. Nhưng mà may mình đã tìm được xác của ảnh các bạn ha. Đây, bây giờ mình sẽ bắt đầu công cuộc để hồi sinh ảnh. Và chuyện này tất cả phải cho cái thằng Nobita này nó thấy hết các bạn. Lát nữa tới lượt nó cũng sẽ biến thành SE bởi anh Doraemon SE này các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ để anh Doraemon SE nằm cái này ha. Rồi, ok, dưới làn nước này các bạn, làn nước của SE. Bây giờ á mình sẽ làm phép để hồi sinh thôi các bạn ạ. Để xem. Hãy đi lên từ địa ngục đi, anh Doraemon SE. Đây, hay quá, anh Doraemon SE đã sống lại rồi. Ai, à, thật là hay quá, Doremi, em gái của ta. Quả không uổng công, ta đã biến người thành Doremi SE đó. Ngày hôm nay á, em còn có một món quà tặng cho anh nữa nè, anh Doraemon SE. Mau lại đây. Đây, anh có thấy ai đang nằm ở đây hay không vậy hả, anh Doraemon SE? À, mày có thể hồi sinh Doraemon SE sống vậy? Không thể nào, không thể nào như vậy được. Cảm ơn em gái rất là nhiều vì món quà này. Em gái đã làm ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác đó, em có biết không? Được, ngày hôm nay theo ý nguyện của em, ta sẽ biến thằng Nobita này thành Nobita ESE luôn, em có hài lòng hay không? Được chứ, được chứ. Gì chứ, ESE hai em cũng hài lòng hết, nhất là cái đám này. Còn gì tuyệt vời hơn khi chúng ta biến thành một đại gia đình ESE chứ hả? Nghi thức đã được tiến hành rồi, Nobita hãy chuẩn bị đi. Ta không muốn biến thành ET. Ta không muốn biến thành ET đâu. Cứu với, cứu với. Ồ sao từ nãy giờ á, thằng Nobita đi toilet gì mà lâu dữ vậy ta? Chạy cho mình coi thử coi. Nobita, Nobita ơi, bạn đâu rồi Nobita? Uầy sao kỳ lạ vậy, đi toilet nãy giờ hơi bị lâu luôn đấy. Nobita à, quay không thấy đâu luôn, thật là kỳ lạ, nãy giờ cũng hơn một tiếng rồi. Chuyện này không ổn rồi các bạn à, tôi phải chạy về báo cho Doraemon biết mới được. Chuyện này càng lúc càng kỳ lạ. Sau một hồi chạy thì Nobita nó cũng gần tới nhà rồi các bạn ha. Đây, hồi nãy đi 2 mà giờ về có 1 à. Ây da, trời ơi mình thắng không kịp luôn á chiếc F3 này. Doraemon ơi, Doraemon mẹ đâu rồi Doraemon? Doraemon ơi, có chuyện không hay rồi. Hồi nãy á mình đang đi uống cà phê với Nobita, trong lúc Nobita nó đi ra toilet, đột nhiên á nó biến nó mất tiêu luôn rồi. Mình kiếm nó nãy giờ á không thấy luôn Doraemon à. Các bạn thật là bất cẩn. Trong cái thời gian diễn ra những cái chuyện như vậy mà các bạn còn thảnh thơi uống cà phê được. Trong khi đó mình rất là nhức đầu để tìm cái cách xem thử là Doremi đang ở đâu luôn đó. Chuyện này càng lúc càng phức tạp rồi. Thôi, bây giờ cũng đã tối rồi, bạn đi vào trong nhà nghỉ ngơi trước đi.
Mọi chuyện đã sáng mai, mình tính sao, Suka? Và phần 3 tới đây cũng xin kết thúc nha các bạn. Và các bạn hãy nhớ đón chờ xem phần 4, điều gì xảy ra với Nobita, cũng giống như là còn lại 4 người anh em này các bạn ha, khi mà ba người kia đã bị biến đổi rồi các bạn. Ok, và video của mình tới đây kết thúc nha. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip của mình. Chào tạm biệt tất cả các bạn.